anh đang bị suy nghĩ em biết em biết ai 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 không biết English in Vietnamese đẹp quá ngày mai Mania. Sao thì anh sẽ luôn luôn bên nhau để cho em có được chẳng về điểm trời nói tiếng nói tiếng làm như tiếng tàu vậy á. Nhiều khi mình nói tiếng Anh mà mình sợ người nước ngoài sẽ hiểu sẽ nghe với mình. Ở Thái Lan mà như nói chỉ biết nói tiếng tiếng Việt có lại tiếng Anh thôi, không biết nói tiếng Thái. Yêu em đâu hay anh mất lắm chỉ có thể này một giờ hay nói ta đâu và muốn bay đến khi ngày tóc đã bạc trắng. Mày thấy thế là đi đi thế là anh cần lâu vào ngoài du à ngoài du người Việt mà cứ thích nói chuyện bằng tiếng Anh. Tiếng Việt thì anh em nói tiếng Anh hát lẻo lắm, em học tiếng Anh nhưng mà em nói chuyện bằng tiếng Anh hát lẻo. Được yêu thương để có thể biết đến câu chuyện về tình yêu mà anh đang bị suy bay.